Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thử sức với một vài câu hỏi để chúng ta phân biệt giữa câu điều kiện loại 0 và câu điều kiện loại 1 các em nhé. Alright, bài tập đầu tiên thì chúng ta hãy chọn ra phương án phù hợp nhất để có thể hoàn thành câu. Câu hỏi số 1. What if I press that button? Ở đây chúng ta sẽ phải chia thể của động từ happen. Đối với câu hỏi số 1 thì các em hãy để ý đến mệnh đề if I press that button. Nếu như tôi bấm cái nút đó, rõ ràng là câu này sử dụng để mô tả về khả năng xảy ra của một sự việc gì đấy. Do đó, đáp án thích hợp phải là một câu điều kiện loại 1 và chúng ta sẽ chọn đáp án C will happen. Câu hỏi số 2, if you put salt in water, it và chúng ta sẽ phải chia thể của động từ dissolve. OK, ở câu này các em có thể thấy ở mệnh đề if chúng ta thấy nếu chúng ta bỏ muối vào trong nước thì nó sẽ tan ra. Rõ ràng đây là một sự thật đã được chứng minh bởi khoa học rồi, cho nên chúng ta nên chia nó ở câu điều kiện loại không và đáp án chúng ta nên chọn đó chính là đáp án B dissolves. Đối với câu hỏi số 1, chọn một phương án thích hợp để hoàn thành câu if you my advice yesterday you wouldn't have been in such trouble. Và trong câu này chúng ta phải chia thể của từ take. Ở đây chúng ta có thể thấy mệnh đề kết quả là you wouldn't have been. Vậy thì đây rõ ràng là câu cực lại 3 rồi phải không nào? Và do đó mệnh đề ở sau if chúng ta phải chia nó ở thì quá khứ hoàn thành và đáp án chúng ta nên chọn đó chính là đáp án D had taken. Câu hỏi số 2. If I had superpower, I to other planets. Các bạn có thể thấy là ở đây mệnh đề ở sau if được viết ở thì quá khứ đơn đó là if I had superpower. Do đó đây sẽ là câu được kiện lại hai được không nào? Và mệnh đề kết quả chúng ta sẽ cần phải có từ would cộng với một động từ nguyên thể Và do đó chúng ta sẽ chọn đáp án C, would travel Ok, ở bài tập tiếp theo thì chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa bốn đáp án A, B, C, D Đáp án nào sẽ cần phải được sửa để câu đó đúng Ok, câu hỏi số 1 If you could live a life of an animal, what animal will you be? Các em có thể thấy là đối với câu hỏi số 1 này thì chúng ta đang đặt ra giả thiết là nếu chúng ta có thể sống cuộc sống của một con vật nào đó thì rõ ràng điều kiện này không thể nào xảy ra được và nó sẽ phải viết ở câu đi cự lại hai được không nào? Và do đó chúng ta sẽ phải chọn đáp án D bởi vì từ will ở đây chúng ta phải chia thành từ would. Câu hỏi số 2 He wouldn't have missed the flight if he didn't oversleep yesterday. à, Đây là một câu điều kiện không có thật Nếu như anh ta đã không ngủ quá đi Thì anh ta đã không nhỡ mất chuyến bay được không nào Câu này có từ yesterday Nghĩa là ngày hôm qua Thì câu điều kiện này là câu điều kiện không có thật Ở trong quá khứ Do đó chúng ta phải chia nó về câu điều kiện loại 3 Được không nào Và đáp án mà chúng ta cần phải sửa Chính là đáp án D Ở đây thì chúng ta có từ Didn't oversleep sẽ phải sửa thành dạng quá khứ hoàn thành, đó chính là hadn't overslept. Ok, vậy thì đấy là những mẫu câu điều kiện đã quá quen thuộc với chúng ta rồi được không nào? Tuy nhiên các em có thể thấy là trong bốn loại câu điều kiện vừa rồi thì thời gian của mệnh đề điều kiện và thời gian của mệnh đề kết quả là giống nhau được không nào? đều là hiện tại hoặc đều là quá khứ hết. Tuy nhiên ở trong một vài tình huống thì nếu như thời gian của mệnh đề điều kiện và thời gian của mệnh đề kết quả là không giống nhau thì chúng ta sẽ sinh ra các dạng câu điều kiện hỗn hợp mixed conditionals. Và cụ thể như sau. Dạng đầu tiên đó chính là mệnh đề if ở câu điều kiện loại 2 còn mệnh đề chính mệnh đề kết quả thì lại ở câu điều kiện loại 3. Chúng ta có thể nói một câu như là if I were rich I would have bought the car that I saw in the show yesterday. Ở đây các em có thể thấy là nếu như tôi giàu được viết ở câu điều kiện lại hai, do đó là cái sự việc là tôi giàu thì là một giả định không có thật ở trong hiện tại. Tuy nhiên là tôi đã mua chiếc xe tôi thấy ở trong cái show ở ngày hôm qua rồi thì đây lại là một kết quả không có thật ở trong quá khứ cho nên chúng ta lại chia nó ở dạng câu điều kiện lại ba. À, tương tự như vậy chúng ta có một ví dụ khác đó là if i were you i wouldn't have been so rude to the teacher this morning chúng ta cũng có thể hiểu một cách tương tự đó là nếu như tôi là bạn là một giả định không có thật ở, và tôi đã không à, quá thô lỗ đối với người giáo viên của mình vào sáng nay thì đấy là một giả định không có thật ở trong quá khứ Và dạng câu điều kiện hỗn hợp thứ hai đó chính là mệnh đề ở sau if chúng ta lại viết ở câu điều kiện loại 3. Tuy nhiên, mệnh đề chính chúng ta lại viết ở câu điều kiện loại 2. Ví dụ như chúng ta nói là if I hadn't stayed up late last night, I wouldn't have a headache now. Vậy thì ở trong ví dụ này, mệnh đề ở sau if chúng ta lại viết ở loại 3 bởi vì sao? Bởi vì đây là một câu điều kiện không có thật ở trong quá khứ và cụ thể hơn chúng ta đây đó là last night vào tối hôm qua. Tuy nhiên ở mệnh đề kết quả thì chúng ta lại thấy là đang nói về vấn đề hiện tại. À, cụ thể hơn đó là từ now. Do đó chúng ta phải viết nó về kết quả ở câu điều kiện loại 2 và các em lưu ý là wouldn't have ở đây thì chúng ta thấy từ have là động từ chứ không phải là trợ động từ các em nhé. OK, vậy thì chúng ta đã nắm được công thức của các dạng câu điều kiện và dạng câu điều kiện hỗn hợp rồi được không nào? Tuy nhiên là ở trong một vài tình huống thì câu điều kiện người ta lại không sử dụng từ if nữa mà lại đảo chờ động từ ở trong mệnh đề if lên trước. Cụ thể hơn là như sau. Đối với câu điều kiện loại một thì chúng ta sẽ bỏ từ if và chúng ta sẽ đưa một từ should lên ban đầu và do đó động từ ở trong mệnh đề if chúng ta sẽ chia nó ở dạng nguyên thể không thư. Ví dụ, chúng ta nói là if my client comes, please ask him to wait. Vậy thì câu này khi mà chúng ta viết thành dạng đảo, chúng ta có thể bỏ đi từ if. Chúng ta viết một từ should ở đầu tiên và sau đó động từ come chúng ta viết ở dạng nguyên thể. Should my client come, please ask him to wait. Ở trong câu điều kiện loại 2 nếu như ở trong mệnh đề if chúng ta sử dụng động từ be được chia về từ were thì chúng ta có thể đảo động từ were này lên đầu và chúng ta bỏ từ if đi. Ví dụ như chúng ta nói if I were old enough I would go to the bar. Và trong trường hợp này chúng ta đảo từ were lên trước và sau đó bỏ if đi, chúng ta sẽ thành câu mới là were I old enough I would go to the bar. Và ở trong câu đề câu loại 3 thì chúng ta đảo trợ động từ had lên đầu câu và sau đó bỏ if. Ví dụ như là if you had asked me for advice, you wouldn't have been in such trouble. Thì chúng ta sẽ đảo thành là Had you asked me for advice, you wouldn't have been in such trouble. Và ở trong một vài tình huống khác thì chúng ta cũng không nhất thiết phải sử dụng từ if mà có thể sử dụng các từ hoặc cụm từ khác thay thế. Ở đây chúng ta có thể sử dụng cụm từ như là provided hoặc là providing that hoặc là on condition có thể đi thêm với từ that hoặc là as hoặc là so long as thì ba cụm từ này đều có nghĩa là với điều kiện là hoặc là miễn là trường hợp thứ hai thì chúng ta có thể sử dụng những từ như là imagine hoặc là supposed supposing cả hai cụm từ này đều có nghĩa là tưởng tượng là hoặc là giả sử là bên cạnh đó chúng ta còn có thể sử dụng từ otherwise có nghĩa là nếu không thì hoặc là only if có nghĩa là chỉ khi hoặc là chỉ với điều kiện là và từ cuối cùng đó chính là từ unless thì từ unless nó sẽ trái nghĩa với từ if có nghĩa là trừ khi À, chúng ta có thể điểm qua một vài ví dụ như sau đầu tiên đó là I'll lend you the money provided that you pay me back after three days thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng từ provided that để thay thế cho từ if hoặc là câu thứ hai chúng ta nói only if you promise not to tell anyone I'll tell you my secret thì trong trường hợp này chúng ta không dùng if mà dùng only if để nhấn mạnh là chỉ khi là